Đã lâu lắm rồi, người dân sinh sống ven sông Đà tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên mới lại được chứng kiến cảnh lễ hội đua thuyền đuôi én trong ngày đầu tiên của năm mới. Đây là lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ nhất được tổ chức sau một thời gian dài bị mai một và nay mới được phục dựng. Từ bao đời nay, bà con bản Mường Thái ven sông Đà đã gắn bó với sông nước và chèo thuyền trong sinh hoạt và lao động sản xuất. Đua thuyền giữa các bản làng đầu xuân cũng bắt nguồn từ tập quán sinh sống đó. Cứ mỗi độ xuân về, mỗi bản ven sông Đà lại tổ chức một đội đua để tranh tài sông nước với cả vùng. Đây cũng là dịp để đồng bào trong vùng được hưởng những cảm giác vui vẻ, náo nhiệt của những lễ hội chào đón mùa xuân sau những tháng ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, đã từ lâu, nét văn hóa này đã bị mai một và đi vào quên lãng. Sau những biến động lớn trong lịch sử thì môn đua thuyền đã bị mai một trong một thời gian dài. Việc khôi phục lại lễ hội đua thuyền lần này là dịp để bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung. Để tổ chức lễ hội đua thuyền, thủ tục đầu tiên và không thể thiếu được là lễ tế thần sông nước. Ven bờ sông, một mâm lễ lớn được bày ra với đầu lợn, xôi tím, hương hoa, trái cây, rượu, gạo, muối, vải thô. Thầy cúng với hai người phụ tá và sáu thiếu nữ mặc trang phục truyền thống đã có mặt từ sáng sớm để làm lễ. Lễ tế thần nhằm cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên. Sau lễ tế thần, 9 đội đua từ các xã phường và cơ quan đơn vị của thị xã bước vào phần đua thuyền đuôi én sôi nổi. Hàng vạn người dân địa phương và du khách các tỉnh lân cận đã đổ về cổ vũ các đội đua. Thị xã tổ chức lễ hội đua thuyền vui quá. Bản mới đổi mới là sướng lắm. Ngoài đua thuyền, tại lễ hội, mọi người còn được tham gia các phần thi và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái như đẩy gậy, ném còn, kéo co. Việc chính quyền thị xã Mường Lay tổ chức lễ hội đua thuyền đuôi én trong ngày đầu tiên của năm mới là việc làm ý nghĩa, không chỉ nhằm khôi phục và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, mà còn quảng bá hình ảnh của mảnh đất, con người nơi đây với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời khởi đầu cho những hoạt động phát triển du lịch trong thời gian tới. Trong thời gian tới, thì mục tiêu của tôi là muốn mở rộng cái quy mô cái lễ hội này lên thêm một bước. Và với quy mô đấy thì chúng tôi là đang tính là phải nâng cấp cái lễ hội từ phần lễ cho đến phần hội và sẽ mời rất nhiều đoàn tham gia như các huyện của các tỉnh Bắc Lào, rồi là các huyện của tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và các huyện trong tỉnh Điện Biên. Thị xã Mường Lay nằm ở vị trí rất đặc biệt với những địa phương khác trong cả nước. Đó là nơi tụ thủy của ba dòng chảy là sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Nơi đây vẫn được coi là thủ phủ, là trung tâm văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, với chứng tích là khu dinh thự của ông vua Thái, Đèo Văn Long, vẫn nằm đó bên bờ con sông Đà hung dữ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, vùng đất này đã trải qua nhiều biến cố trong lịch sử. Điển hình nhất là trận lũ ống lịch sử năm 1990 đã tàn phá nặng nề vùng đất này, cuốn trôi nhiều công trình, nhà cửa, làng bản của đồng bào ven sông suối. Rồi đến năm 2004, những cư dân sinh sống trên mảnh đất này lại bắt đầu một cuộc thiên di lịch sử, di rời lên cao hoặc đến những vùng đất khác để nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện Sơn La. Đến nay, địa danh này được coi là một trong những thị xã đẹp nhất cả nước.